Xin chào các bạn đã đến với kênh điện tử Nhật Tùng.com. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn con module DHT22. Ngoài cái module này thì nó sẽ còn một cái con trần nữa. Hai con này thì y chang nhau, chẳng qua là một con nó được tích hợp module và một con không. Cái này mình sẽ review sau ha. Về cái module này thì khi các bạn mở bao ra thì trong bao nó sẽ có cho mình một cái sợi dây cắm tách bo cái ha, hai đầu cái hết. Và dài cỡ 20cm. Nhưng mà cái sợi dây này mình ít cái dùng lắm. Các bạn nên đừng dùng cái loại này nếu mà các bạn dùng lâu dài, tại vì sợi này rất là dễ bị đứt hoặc là nó dễ bị mục lắm. Thì mình thay bằng cái sợi dây này, các bạn mua thêm cái sợi dây này dùng nó sẽ ok hơn. Điện áp nó cũng ổn định hơn. Nhìn bề ngoài của con này thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ sử dụng con này nè. Cái mã của nó là AM2302. Các bạn thấy AM2302. Cái này nó bằng nhựa nên các bạn khi các bạn test các bạn đừng có đốt trực tiếp vào nó nha. Đốt trực tiếp vào thì nó sẽ cháy. Nên mình đốt sơ sơ bên ngoài, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái khò á, các bạn khò vô, hoặc là cái máy sấy tóc. Và nó có 3 chân cộng là 5V nhé. Nó chạy từ 4.2 cho tới 5V trừ là 0V. Và dòng điện con này rất là nhỏ nên mình không có xét về dòng điện. Cái mặt sau thì các bạn sẽ thấy nó có gắn cho mình một con điện trở và một cái tụ điện trở, thì nó dùng để phân áp cho chuẩn 1 giây á, và cái tụ điện tụ này chỉ lọc thôi. Giấy hoạt động con này là từ 0 đến 80 độ, cho sai số là 0.2 độ C, nhưng mà thật ra nó là 0.5 á, chứ mình thấy 0.2 thì mình thấy nó hơi quá ha. Và điện áp độ ẩm của con này là từ 0 đến 100%, sai số là 2% nhé. Rồi nếu bạn nào có nhu cầu mua linh kiện hoặc là mua sản phẩm liên quan tới điện tử thì các bạn có thể liên hệ lên trên màn hình, mọi thông tin mình để hết trên đó cho các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm và mình test cho các bạn xem. Cái con này khi các bạn cắm, các bạn đừng có cắm trật nha, các bạn cắm trật chân lại cháy. Con này cắm trật VCC qua ren đi lại cháy à. Rồi khi mà mình ái vào thì mình sẽ thấy, để mình lại nét lại nha. Bài test số 9. Ok, mình đẩy lên xíu nè. Rồi, nó trả về cho mình cái giá trị nhiệt độ và độ ẩm. Và mình thấy nó nhìn mỗi lần nó thay thôi, nó thay đổi cũng rất là nhiều ha. Nói chung 0.2 là ít, thậm chí có thể nhiều hơn. Thấy chưa? Mỗi lần thay đổi cũng 0.2 nè. Cũng đúng đúng với nhà cung cấp này ha. Cái loại này tùy thêm mình mua. Và mình cũng có thể bóp nó lại thì mình sẽ thấy nó thay đổi thôi. Những con như thế này các bạn có thể hàng lên trên bo mạch đó, để mình kiểm tra nhiệt độ môi trường ở khu vực đó là được ha. Rồi, bạn nào có nhu cầu mua linh kiện hoặc là mua cảm biến thì các bạn có thể liên hệ thông tin trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chào các bạn.